năm vừa rồi là bà con thấy cái nước thủy triều nó lên cao và nó đã làm vỡ đê một vài khu, và cũng rất là nhiều các anh em trong ngành làm giống cũng bị thiệt hại vì cái trận gọi là thủy triều đó. Nên làm xin chào quý bà con, mình là Oanh sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay thì Oanh cùng với các anh chị đang đứng ở tại một cái vườn mới thực sinh của siêu thị cây giống, thì cũng rất là nhiều quý bà con chúng ta tò mò về cái việc mà làm ra một cái mít hoàn thiện là như thế nào, và cũng nhiều lần ở trong cái trại lúc mà ghép rồi lúc mà lựa mít thì Oanh cũng đã chia sẻ với quý bà con của chúng ta rồi. Thì sẵn ngày hôm nay thì Oanh tới Oanh thăm cái vườn mít thực sinh của mình, thì Oanh cũng xin phép được làm cái video này chia sẻ với bà con của chúng ta một trong những cái quy trình mà quý bà con chúng ta sẽ rất ít khi nào được thấy khi mà mua cái cây mít giống về ở cái chỗ của mình. Đây là những cây mít thực sinh là được cấy được khoảng được hơn 5 tháng rồi ha bà con ha. Quanh cũng không có nhớ rõ cái ngày. Như bà con có thể thấy là những cây mít thực sinh này hiện tại bây giờ có những cây đã cao được tầm khoảng 2 mét. Bà con thấy không? Và bà con có thể để ý là những cái cây này ở bên quanh hoàn toàn là cắt cái cành hết nè hả bà con ha, cắt cái cành và rong cái lá chân hết. Đây là những cái lá chân của mấy cái, đây là những cái cành và những cái lá chân đã được bên phía bên quanh rong đi. Cái rong lá này có cái tác dụng gì ạ? Cái rong lá này có cái tác dụng là thứ nhất là giảm giảm tải cái độ gọi là khép kín, gọi là độ độ sao anh ha, cạnh tranh rậm dinh rạp dưỡng. rậm rạp ở phía dưới cái tầng dưới. Thứ hai là giảm sự cạnh tranh dưỡng, và thứ ba đây là cái yếu tố quan trọng nhất của quý bà con của chúng ta khi mua cây mít, đó là nắng nó sẽ chiếu vào ở trong những cái lớp da của cây mít và từ đó làm cho cái lớp da này trở nên thuần thục hơn, trở nên khỏe mạnh hơn và nó sẽ nhanh, gọi là nhanh già hơn, sinh trưởng nhanh hơn, thích nghi với môi trường tốt hơn nhờ cái ánh nắng mặt trời chiếu vào. Thế nên là bà con thấy không, bên quanh toàn bộ là những cái lá như thế này là mình rong lá hết nè, gọi là rong lá đó, để cho cái cây của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ ha bà con ha. Làm một cây mít như thế này trồng rất là cực ha, một công thì nếu mà trồng đạt thì được khoảng 10.000 gốc, còn nếu mà không đạt hoặc năm vừa rồi là bà con thấy cái nước thủy triều nó lên cao và nó đã làm vỡ đê một vài khu, và cũng rất là nhiều các anh em trong ngành làm giống cũng bị thiệt hại vì cái trận gọi là thủy triều đó. Nên làm năm nay thì cái gốc mít thì cũng khá là ít ha bà con ha, mà nhu cầu thị trường năm nay thì đang qua theo quanh đánh giá thì nhu cầu thị trường cây mít năm nay cũng khá là nhiều, nên quý bà con chúng ta nếu có nhu cầu trồng thì hãy liên hệ đặt giống trước để mà tới lúc mà vào vụ là giá cây mít nó cung, nó cái cầu nó vượt cái cung thì nó có thể tăng giá ha bà con ha. Thì đây là một trong những cái vườn gọi là vườn mít thực sinh ha bà con ha, gọi là vườn mít thực sinh để mà chúng ta có thể thấy là trồng những cây này thế này mất hết cũng khoảng từ 9 tháng tới 1 năm, mà thường siêu thị cây giống thì trồng cái này tới cả 1 năm bên quanh mới bứng lên để cho những cái lớp da này nè nó trở nên gọi là già dặn hơn để nó vận chuyển chất dinh dưỡng tốt hơn. Còn nếu bây giờ bứng lên thì da nó còn quá là non, nó quá là xanh nè, ghép cái bo vô vẫn dính, nhưng mà ngược lại khi bà con đem về trồng thì nó không có được ngon lắm ha, nó sẽ bị dở ha bà con ha. Ở đây là cây mít thực sinh, thì bây giờ Oanh sẽ chia sẻ quý bà con một công đoạn nữa là bứng lên và sau đó ghép vô và ra ra thành phẩm thì như thế nào. Mời quý bà con chúng ta cùng theo chân Oanh nha. Trước khi đi thì chúng ta lấy cái túi xách để ngồi chúng ta quên cái sầu riêng hả chị? Dạ, rồi bà con theo chân Oanh nha. Ngứa quá, đụng vô cái lá mít ha, nó cực kỳ ngứa nha bà con nha, nó rất chi là ngứa lá mít á. Đây ha quý bà con ha, khi mà chúng ta đã ghép dính đạt rồi, chúng ta sẽ lựa ra những cái lô gốc theo cái ni để mà chúng ta giao cho quý khách hàng, giống như Quanh thường hay nói với bà con vậy đó. Khi mà giao mít mà tới qua quý bà con thì bên Quanh không có giao xô, mà bên Quanh sẽ giao cái gốc và sẽ gốc và lựa sẵn cho quý bà con những cây mít tốt nhất để quý bà con chúng ta trồng cho nó hiệu quả ha. Còn đây thì Quanh xin phép được chia sẻ quý bà con luôn. Đây bà con có thấy mấy cái hạt mít kia không? Đây là cái cách để mà chúng ta gieo cái mít thực sinh. Đây nè bà con ha, đây là cái cách để chúng ta gieo mít thực sinh, là từ cái lúc mà từ những cái hạt như thế này nha bà con ha,
Và những cái hạt như thế này chúng ta sẽ vùi vào ở trong cái sơ dừa, và sau đó chúng ta sẽ ủ lại bằng lưới để sau khi mà cây mà đã lên chồi rồi, lên chồi khoảng một khoảng 10 cm như thế này rồi, chúng ta sẽ đem chúng ta cấy ra ngoài vườn. Và bây giờ Quang sẽ chia sẻ với bà con chúng ta cấy ra ngoài vườn là như thế nào. Rất là nhiều công đoạn ha, hồi nãy giờ hình như là chúng ta hơi đi hơi ngược một xíu, nhưng Quang nghĩ là quý bà con chúng ta sẽ hệ thống một cách dễ dàng, là từ cái giai đoạn mà làm hột, ủ hột, sau đó chúng ta sẽ cấy xuống ở dưới ruộng và sau một thời gian nó sẽ lên như thế nào hả bà con ha. Theo chân Quang đi vườn thì chỉ có bị đen với đen thôi nha bà con nha. Và hiện tại thì trời rất là hanh, trời rất là hanh ha, ngoài nắng mà nó còn hanh nữa hả bà con ha. Đây là hồ nước để trữ nước ngọt nha bà con nha, chứ không có dám tưới nước bậy bạ bà con ha. Rồi đây bà con thấy ha, bây giờ là phải làm cái lưới này để chăn lại mấy con vịt mấy con gà chứ không là nó hốt hết. Đây là cái miếng ruộng đã được chuẩn bị sẵn ha, rủ phủ rơm sẵn, chuẩn bị sẵn để chuẩn bị cấy cái hột mít xuống ha bà con ha. Còn sau khi mà cấy xong một thời gian thì bà con sẽ thấy này, bên clip bên này đã cấy một thời gian rồi nha, đã cấy một thời gian rồi thì chúng ta mới thấy là bắt đầu nó lên là một có cây lớn, có cây nhỏ, có cây trội hơn, có cây không có trội bằng, thì bà con sẽ thấy là nó sẽ có bắt đầu có hao hụt rồi đó, chứ không phải là cấy 10.000 hột rồi nó ra 10.000 cây đâu ha, không có vậy đâu, nó cực khổ và nó nhiêu khê dữ lắm nha bà con ha. Rồi bà con thấy đó, cái việc mà khi mà chúng ta trồng một cây mít xuống đó là xuống ở dưới vườn, Quang biết với bà con chúng ta rất là cực ha. Quang biết quý bà con chúng ta rất là cực rồi, nên là quý bà con chúng ta bên Quang cũng đã lựa chọn cho quý bà con chúng ta những cây giống nó rất là chỉnh chu, nó rất là chất lượng để quý bà con chúng ta trồng, không đi ngoài nắng nó biết là hành quá hết nổi luôn. Và cái sử dụng cái nguồn nước cũng như là cách chăm sóc cây giống ngay từ đầu là bên Quang cũng sử dụng toàn bộ là hữu cơ hết. Quý bà con chúng ta về chúng ta nhớ là trồng những cây mít theo cái lối hữu cơ để mà giúp cho cây mít nó bền chặt hơn với chúng ta hết bà con ha. Thì ngày hôm nay thì cũng xin phép được chia sẻ một cái quy trình gọi là khúc mài trong ngành làm giống đối với ngành mít để quý bà con chúng ta có thể hình dung. Và sau khi mà bứng lên rồi vô bịch rồi ghép rồi tới mười mấy ngày sau thì chúng ta mới rút ra được. Thì mười mấy ngày sau thì chúng ta mới rút bịch ra được, thì chúng ta mới đem về trồng được. Thì tới cái công đoạn đó thì lại giao phó cái nhiệm vụ, cái vòng đời đó cho cái khoảng đời thời gian còn lại của cây mít cho quý bà con của chúng ta. Và lúc đó thì Quanh cùng với đội ngũ kỹ thuật của mình chỉ là đứng bên cạnh để mà hỗ trợ, để mà chăm sóc, để mà cùng quý bà con giúp cho vườn của quý bà con chúng ta xanh tươi hơn. Nên là cái trách nhiệm quý bà con cũng rất là lớn, nên quý bà con chúng ta có thể tìm hiểu những cái video kỹ thuật, những cái chia sẻ gọi là từ nhà nông, chia sẻ từ nhà nông, bên Quanh là kỹ sư nông dân không à, không có kỹ sư nông nghiệp ha, chia sẻ từ cái kiến thức mà được tổng hợp cũng như từ những cái kinh nghiệm của anh em đã đi vườn để hỗ trợ rất là nhiều các vườn khác nhau, rất nhiều quý bà con khác nhau để mà có những cái kinh nghiệm này. Thì quý bà con chúng ta có thể xem những cái video này, những video này sẽ được đề xuất ở phía sau khi cái đoạn kết thúc, nên quý bà con chúng ta có thể bấm vào cái link ở phía sau ha bà con ha. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã cùng Quanh này ra vườn để xem là mít được gieo, mít thực sinh như thế nào, rồi cuối cùng nó thành phẩm như thế nào. Và Quanh rất là mong là quý bà con chúng ta cũng sẽ trân trọng và trân trọng những cái cây mít giống mà các nhà làm giống đã dày công tạo ra là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quý bà con cũng sẽ chọn được những cây giống đúng giống và chất lượng cho khu vườn của mình. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều và chúc quý bà con một cái năm 2021 thật sự thuận lợi và bội thu, bán được nhiều tiền nữa ha bà con ha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Hello quý bà con, hôm nay Quanh sẽ chia sẻ quý bà con cách để chúng ta mua đúng cái hàng Trico Hubert USA chính hãng ha. Đây là sản phẩm được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu nông nghiệp Hoa Kỳ, có địa chỉ ở tại phường Bình Hưng Hòa B, nghe Bình Hưng Hòa ghê quá, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Với cái logo bà con nhận dạng cái logo dùng Quanh ha, cái logo là logo được bảo hộ ha bà con ha, với những cái gạch sọc USA nông nghiệp Hoa Kỳ và năm cái ngôi sao màu xanh ở phía trên như thế này để chúng ta gọi là mua đúng cái hàng chính hãng ha bà con ha. Chúng ta ở phía trên góc bên trái là nó thêm một cái logo nữa và để cái chữ là chế phẩm bổ sung vi sinh cao cấp với cái chữ Trico Humic USA là Trico ha bà con ha, bà con nhìn ở trên này ha, Trico Humic USA đi ha, tái tạo và phòng ngừa tiến trùng.
Và đặc biệt là cái sản phẩm này là bà con biết là nó đã được công bố hợp chuẩn hợp quy, đã được công bố hợp chuẩn hợp quy, tức là chuyển giao công nghệ công thức từ ở bên Hoa Kỳ về và đã công bố với chính phủ nhà nước Việt Nam của chúng ta. Và đây là sản phẩm đã được tin dùng, là đã được nhà nước gọi là công bố và sử dụng hiệu quả cho các loại cây. Và đây là sản phẩm theo công thức cải tiến, được nâng cấp lên từ công thức của bên Hoa Kỳ và được chuyển giao về Việt Nam và được gọi là thích nghi với lại cải tiến để thích nghi với lại cái vùng đất của và khí hậu của Việt Nam chúng ta. Và sản phẩm Trico Homemade USA này rất là hiệu quả trong việc tái tạo rễ, ngăn ngừa tiến trùng, hỗ trợ điều trị cái bệnh tiến trùng rễ và tiêu diệt các loại nấm khuẩn có hại, ngăn ngừa xì mũ nếu chúng ta sử dụng đúng cách ở cây mít. Và bà con chúng ta nhớ là cái nhận dạng của nó như thế này nha, tại vì bây giờ là Quanh thấy là copy rất là nhanh, nên là có những cái video như thế này để chúng ta mua đúng cái loại Trico Homemade USA ha bà con ha. Nhớ là có cái logo nè, rồi phía dưới này là bởi phân phối độc quyền bởi công ty xuất nhập khẩu nông nghiệp Hoa Kỳ, kèm thấy cái logo nè, cái dấu hợp chữ hợp quy, tức là đã được công bố với chính phủ nhà nước Việt Nam nè. Còn phía sau nè bà con ha, phía sau này là chữ Trico Homemade USA phân bón hữu cơ Oriplus ha bà con ha, kết hợp giữa vi sinh và khoáng chất. Có tới 3 cái con Trico đề ma đầu dòng ở phía sau lưng ha bà con ha. Rồi hình rễ, rồi hình những cái loại trái cây ha bà con ha. Đó, đây là bà con chúng ta lưu ý nha. Bà con chúng ta lưu ý để lựa chọn đúng các cái loại, đúng cái loại bịch Trico Homemade USA mà bà con chúng ta mong muốn. Bà con nhớ nha, bà con lưu ý cái việc này dùng Quanh nhé bà con nhé. Và thêm nữa là bà con hãy chủ động gọi điện thoại về số hotline hiện trên màn hình để được mua đúng cái hàng gọi là hàng chính hãng có giá trị tuyệt đối giống như là những cái bà con khác đang sử dụng. Và quan trọng là bây giờ trên thị trường đang có rất nhiều các cái loại hàng nhái, hàng không chính hãng, hàng không chính thống, nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới quý bà con của chúng ta nếu quý bà con chúng ta mua nhầm. Thế nên là siêu thị cây giống cũng xin phép công ty nông nghiệp Hoa Kỳ là không có phân phối đại lý cái sản phẩm này để dễ quản lý thị trường. Nhưng mà cũng lọt lại nông nia vài con. Thế nên là bà con chúng ta lưu ý là để mua đúng hàng chính hãng, hãy đến siêu thị cây giống ở tại quốc lộ 57, ấp Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, hoặc là siêu thị cây giống chi nhánh Tiền Giang ở Cai Lậy ha bà con ha. Hoặc là chúng ta gọi điện thoại vào số hotline hiện trên màn hình để được hỗ trợ nhanh nhất và giao hàng tận nơi nha bà con nha. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Đây là một sản phẩm rất hữu hiệu và rất là hiệu quả đối với cái bệnh xì mũ thân cây ở cây mít. Thế nên và đồng thời cũng hợp với cái việc cải tạo đất và tăng cường cái sức khỏe của cái bộ rễ, nên bà con chúng ta hãy sử dụng từ cái lúc cây con cho tới cái lúc mà cây phát triển cho trái và phục hồi sau khi cho trái luôn ha bà con ha. Rồi, cảm ơn quý bà con một lần nữa và chúc quý bà con chúng ta một vụ mùa bội thu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.